Sáng nay ngày 11 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp với chủ đề Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Hội nghị diễn ra tại Hà Nội, kết nối với nhiều đầu cầu trên cả nước. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá thực chất, khách quan các tác động của tình hình kinh tế thế giới đến Việt Nam, thực trạng khó khăn, thách thức cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt, kết quả đạt được và chưa đạt được trong triển khai chính sách, giải pháp của chính phủ thời gian qua. Trên cơ sở nhận diện thời cơ, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn lắng nghe các chia sẻ, đề xuất, sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội để cùng tháo gỡ khó khăn, khắc phục những điểm nghẽn trong triển khai chính sách, đồng thời hiến kế bổ sung các giải pháp trên tinh thần lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ, góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, phát triển doanh nghiệp đúng hướng, lành mạnh, bền vững.